Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá thanh long tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Thưa bà con, thị trường thanh long vẫn tiếp tục rất là ảm đạm, thị trường rất là chậm ha bà con ha. Tiêu thụ về mặt xuất khẩu đó thì vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và nói thẳng ra là hiện nay thì phía bên Trung Quốc là họ gần như là không có dùng thanh long ruột đỏ của Việt Nam nữa rồi. Bởi vì trong một số thông tin thì Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng đã từng chia sẻ với bà con là hiện nay đó Trung Quốc họ đã có cái diện tích trồng thanh long ruột đỏ còn lớn hơn cả cái diện tích trồng thanh long ruột đỏ tại Việt Nam nữa. Họ đã triển khai rất là nhanh và hiện nay cái nguồn cung của họ là đang có. Cho nên là cái việc mà nhu cầu thanh long từ phía Việt Nam là đã giảm rất là nhiều ha bà con ha. Thêm nữa là ảnh hưởng bởi dịch bệnh, họ vẫn đang kiểm soát cửa khẩu rất là chặt. Cho nên là bây giờ giá thanh long của chúng ta là đang trên cái gọi là một cái khoảng thời gian là rất là thấp và kéo dài liên tục luôn. Có tăng đi chăng nữa cũng chỉ tăng được 1, 2 ngày, 3 ngày thôi. Xong rồi lại tiếp tục quay trở lại với tình hình rất là ảm đạm. Thì cái giá này nó cũng đã cầm chừng trong suốt một thời gian rất là dài rồi ha bà con. Có dao động chăng nữa cũng chỉ lên xuống 1-2 ngàn thôi đó. Thì Kênh Nhà Nông Miền Tây vẫn đang tiếp tục đồng hành để cập nhật giá đến cho bà con. Cụ thể ngày hôm nay tại Miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 có giá từ 12 cho tới 13 ngàn, loại 2 từ 7 đến 8 ngàn, loại 3 từ 2 đến 3 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô từ 7 đến 9 ngàn. Tiếp theo là giá thanh long ở Bình Thuận, Bò Đẹp. Thanh long ruột trắng, bò đẹp là 13.000, 12.000 và 11.000. Bò sàng là 11.000, 10.000 và 9.000. Hàng giạc có giá từ 3.000 đồng cho đến 4.000 đồng. Thanh long ruột đỏ loại 1 từ 12 cho tới 13.000 đồng, loại 2 từ 7 đến 8.000 đồng và loại 3 là từ 2 cho đến 3.000 đồng. Kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và có thể bình luận vào kênh để trao đổi.